Đâu này lạ lạ mới đây, chóng mặt bạn. Nó đâu sao kỳ vậy, tự nhiên đáp này giống như đi xe đò vậy. Nó chóng mặt không quen nha, nhưng mà nó là freeway. Bởi cái hệ này nó freeway rất tốt. Bởi đây mà của máy em đáng giới thiệu bạn. Bây giờ ẩn đâu? Cái máy banh đùi đi. Anh em khép vô. Tập 3 bữa thằng bồ đi ngang lôi đầu về không cho tập nữa. Bây giờ cái đùi này nhỏ đúng không? Cái đùi này không tập về cho anh. BT nó chỉ nhìn nó cực kỳ lâu. Vlog thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn. Tập gym là sự nghiệp cả đời đúng không? Và làm đẹp ở BBT là chân lý rồi, không có gì khác được. Tại sao? Tại vì BBT là trung tâm gym center của gym chúa Duy Nguyễn. Mà Duy Nguyễn không được gì được cái chịu chơi mà. Chơi rất chịu nha. Mà chi rất mạnh để đem về một cái hệ thống gym center đẳng cấp phủ khắp thành phố Hồ Chí Minh. Và tương lai sẽ đánh về khu vực Tây Nam Bộ và miền Đông nha các bạn. Trên màn hình là các bạn sẽ thấy cái hệ thống máy Selectorize hoàn toàn mới, 100% Made in USA. Nếu mà các bạn muốn mua cái máy này, 80 triệu. Máy này nha, thương hiệu Mỹ đàng hoàng. Cái máy này tập cái gì? Tập đùi. Tập đùi. Mà trong gamer đó, trong gym đó, thì để build cho cái đùi, mà build cho cái mông là cái chuyện mà thằng nào cũng muốn. Trừ khi mấy thằng xấu đó mặc quần dài thôi. À, thôi thẳng tiền quảng cáo luôn, đè đùi. Bạn nhìn không? Rất là tự hào cặp đùi. Đi massage là lên bờ xuống ruộng nha các bạn. Đây, đùi nó phải thẳng, nó phải hài hòa à, nó cân đối, đừng to quá thô, đừng ngắn quá nhìn lùn nha. Mà đừng có thẹo nhiều quá nhìn xấu. Nên mà bạn muốn build được cái đùi này á, là có bạn phải tốn rất là nhiều thời gian và công sức trong một tập luyện. Những cái động tác squat thần thánh, nó không thể nào mang cho bạn một cái đùi đẹp được. Nó mang cho bạn một cái đùi bự, một cái đùi khỏe thôi. Nhưng mà để chúng ta tinh chỉnh những cái vị trí khác nhau của đùi, làm cho nó ra con ách rô, làm cho nó ra rảnh hay làm cho nó clean lại, phải nhờ những cái máy này à. Bây giờ là Duy 34 tuổi rồi, không cần phải hì hục trong phòng gym tập để mà chết như những năm 2012, đúng không? Giờ tập khác rồi bạn. Giờ tập triết lý nó thực dụng kinh khủng luôn. Tập để đẹp, tập để đắng, và tập để ra tiền. Nó là các bạn nói, ủa sao Duy giờ khác xưa quá vậy? Anh già rồi mấy em, không còn đủ thời gian để mày ngồi đó trải nghiệm nữa đâu. Bây giờ là thời gian là phải bùng nổ, công thành chiếm đất, đoạt mỹ nữ, nó tứ trụ kẹp đầu nha. Không nói dài dòng nữa, ở cái máy này tại sao nó mắc như vậy? Mà nhìn nè, chất liệu rất là xịn. Nói chung nó mắc là về chất liệu, về thiết kế và về thương hiệu nha. Nha. Đây là một trong những cái máy mà gọi là đá đùi mà nó ăn vô nhiều nhất. Ăn vô nhiều nhất luôn các bạn. Trong những cái hệ đá đùi mà THOL đã từng đầu tư từ những năm 2012 tới bây giờ, cái hệ THOL đầu tư ở bên phòng quận 6 đó là Khôn Gym. Tức là nó cũng là chung hãng với thằng này, nhưng mà nó nằm ở cái dòng thấp hơn. Nó cái dòng thấp hơn thì cái chất liệu nó không có sang trọng bằng, nó không có VIP bằng, và đá nó không có vô bằng đó. Để đá được cái máy này các bạn bỏ ra 400 ngàn một tháng nha các bạn. Wow. Mà ví dụ như nó giá phòng gym nó dao động có khi 1 triệu nữa. Hên xui tùy đợt khuyến mãi nha. Đó. Những cái gì nó đã cũ rồi thì gì không nói nữa nha các bạn. Bây giờ các bạn nhìn nè. Cái ghế này mà thấy cây chỉnh nó lạ không à, chỉnh nó bẻ ra là lên nè, nó tự đẩy luôn bạn. Không bạn ngồi vô nó nặng á, nó tự xuống. Dạ. Đó, nó không nè, tự xuống nè. Cái này bạn phải chỉnh để cho nó vừa cái tầm đá, phụ thuộc cái đùi của bạn dài hay ngắn nè. Cái đùi của bạn dài hay ngắn, đùi bạn dài á thì bạn phải đẩy cho nó dài, đùi bạn ngắn thì bạn để ngắn lại. Chứ còn cái thằng mà đùi dài để ngắn đá vô giữa khúc này nè, chết không được, đó là cái lỗi nghe. Đó rồi, cái này là cái quan trọng thứ hai, mà cái này á nó mang tính chất freeway 100% luôn bạn nè. Nhìn thấy không, mấy cái máy kia đó thì các bạn sẽ thấy cái này nó phích lại bạn đá, nó rất là nguy hiểm và nó không vô. Nó phích lại đúng không, tức là bạn đá đi thì cái này nó sẽ chuyển động, cái phương này nó chuyển động, nhưng mà cái này nó cố định lại, nó làm cho cái điểm tiếp lực của bạn nó không còn chính xác nữa. Nên nhớ cái này freeway đã lắm, bởi vậy tới khách tập ở trong THOL thích này lắm bạn. Đâu cái này lạ lạ mới đá gì chóng mặt bạn, nó đâu sao kỳ vậy, tự nhiên đá cái này giống như đi xe đò vậy à, chóng mặt không quen nha, nhưng mà nó là freeway. Bởi cái hệ này nó freeway rất là tốt. Bởi đây mà của máy đáng giới thiệu bạn, không phải giỡn đâu. Rồi cái này á là chỉnh nè, bạn ngồi lên bằng dễ chỉnh bạn ơi.
Nó không chỉnh nè, bẻ ra bẻ vô nè, không tùy thuộc vào cái vòi dài vòi ngắn nữa. Và cái độ chỉnh này nó ảnh hưởng tới cái việc mà căng cơ. Cái việc mà căng cơ nó cực kỳ quan trọng. Mà Duy á, cái tật Duy là thích là nhấp lúc cán luôn đó. Nên bao giờ cũng phải chỉnh, cái này nó nằm bức ngoài nè, mà chỉnh cho nằm bức ngoài như vậy thì cái cây nó sâu vô trong. Trời ơi, bạn căng một cái nó đỏ như vậy. Ôi nó im ru bạn. Ở mà cái hệ máy structuride của THOL hiện tại đó, nó đá rất là êm, nó không bị rít dây kẹt 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 kẹt. Khi mà bạn tập máy structuride rẻ tiền đó, cái cảm giác rít dây nó không làm vô cơ. Mặc dù bạn bôi mỡ bò hay là bôi gel đuôi, bôi trơn đu rắp gì các kiểu gì đó, nó vẫn không trơn được. Nó thật sự là như tập rất là nhiều rồi, như trải nghiệm, như chia sẻ với bạn như vậy đó. Logo đẳng cấp rồi, có gì đẳng cấp nữa không ta? Cái nói chung là cái gì cũng đẳng cấp, và bây giờ mình vô tập là đẳng cấp nhất. Vậy thì cái bài này tác động vô cái gì bạn? Má đùi trước. Nó má đùi trước. Nó bắp chuối mặt ngoài. Bắp chuối mặt ngoài đi massage, mấy em nhấn vô bao đã luôn em. Bắp chuối mặt ngoài đây nè. Nè không? Nè bắp chuối nè. Bạn nhìn thấy không? Trời đất, cái bắp chuối gì liên liên thôi, cục cơ đây bự không? Thấy nó phồng ghê không? Nó cơ nè. Rồi xong, bây giờ vô tập nha các bạn. Đầu tiên uống miếng nước rồi đã. Cái này là amino. Ở bài tập này bạn nên nhớ nè, cái vị trí ngồi chuẩn nhất á là cái đùi bằng cái đùi gối nè. Nó phải dày. Còn cái thằng nào nó ngồi vậy là dở nha. Chỉ lỗi sai cái, chỉ lỗi sai cái. Nó chỉ lỗi sai cái vụ nó ngồi vậy mà nó đẩy cái ghế này lên lên đi. Nó chỉnh ngu quá mà. Nó rồi ok. Rồi, thấy chưa? Có trường hợp gì không? Hồi nãy gì mới nói làm sao nó bị dư đùi gối vậy nè. Đá không thì vô được á. Đá nó tùm nó tào lao lắm, nó. Không, nên chỉ vị trí đúng là phải dày. Đó. Mở ra, xuống mày. Ok. Để chi, để vô này. Rồi. Chỉnh tạ cho nó phù hợp. Ví dụ gì giờ khoái cho phun cây. Đó, rồi. Ra ngoài vô làm lại nha, vô khó lắm mới giỡn đâu. Nên chỉ phải kỹ. Mình muốn cái đùi đẹp phải đầu tư. Đó. Mà mình vô cái máy này mình phải cà khịa nó, phải ngựa nữa. Tại cái máy này máy xoan. Dễ gì kiếm được cái máy này, tôi thiệt, tôi thách các bạn đi tập luôn kiếm được máy này á. Không giờ có đâu. Tại vì nói về cái chất chơi máy á, xin tự giới thiệu chùm cuối nha. Nói về cái chất mà chơi máy. Bởi vì tập gym á là như ngông á mà. Ngông đến mức mà không ai biết gì luôn á. Thích chơi những cái đồ mà nó gọi là mình ra đường mình quăng bom luôn. Đỡ đi. Đúng không? Mày nói tao chảnh, mày chảnh hơn tao mới sợ chứ. Vui thôi nha, đừng nghĩ nhiều. Rồi vô. Nè thấy không? Mà thấy không? Cách vô tạ nó khác. Gặp mấy thằng BT mới vô nghề, mấy thằng BT đó thiệt xin lỗi mày á, không biết con mẹ gì đó. Đâu có vô tập cái tướng đã đời chủ phòng vô thấy ai mà tướng mày có 6 múi vô làm BT chứ anh đi. Nó chỉ con tay vậy nè, vô ngồi vậy. Nó, em ơi đưa đít vô đây em. Nó xong rồi móc cái con khỉ gì mà vô được đây. Nó mấy cái đứa cái chuyên môn kém như vậy á, nó làm cho mình cảm thấy gym là một cái gì đó rất cực kỳ tào lao và cực kỳ và kịch cỡm, đúng không? Cái bái banh đùi đi anh em khép vô tập 3 bữa thằng bồ đi ngang lôi đầu về không cho tập nữa. Đó là nhân cái dịp video này lên án luôn mấy thằng BT á, không có biết cái gì hết trơn, chỉ tụi bậy, đúng không? BT đó thì phải coi vlog livestream của Duy Nguyễn này chỉ free rồi, không lấy tiền gì hết trơn cả, đúng không? Mình muốn làm BT phải có kiến thức. Không phải là kiến thức về tập gym mà kiến thức về đối nhân xử thế nữa, đúng không? Con gái người ta mày bắt banh cái háng ra ép bập như vậy, ông có nội ai dám tập. Nói có đó chứ không có đâu. Chưa kể đó, mấy thằng quỷ khốn nạn nó chỉ mà động tác cực kỳ dâm đảng. Ông gym làm gì có cái đó. Ủa bây giờ mày đi chỉ tập gym hay mày chỉ đây làm. Nên cảnh cáo mày BT cực kỳ tầm bậy, làm mất mặt gymer. Không có được mấy em, bởi vậy BT chỗ anh tuyển kỹ lắm. Bởi vậy tao thấy nó nộp đơn vô 3 ngày đi ra hết trơn. Mà nó có cái tật kỳ lắm, nó đi ra xong nó cà khẻ anh em. Ủa tao đâu có đuổi mày đâu. Tao đâu có đuổi mày đâu, mày cà khẻ tao. Đúng không? Cây cột, không được.
lại nha. Tập gym sang trọng cho anh, phải sang trọng vô nha má, đừng có ấy nè. Thọt cái giò vô đây đúng chưa, để cái đùi gối nó vô ngay vị trí này giống như anh nói nè đó, tựa cái mông hờ vô xong rồi đưa cái này vô đúng không, ngay vị trí này đúng không. Nếu mà cần lại vậy nữa nhưng bạn gái làm được đâu, tại anh là anh kim chúa rồi đó, anh làm gì cũng được, anh bựa ghê lắm. Gym làm trò chơi đó với anh mà, xong ngồi xuống đẳng cấp cao làm được chứ không ngồi đàng hoàng, miễn sao đùi gối vô đây ok nè. Cái đùi mình nó phải nằm ở miếng này, nó không được lòi ra, nó không được hẹp vô. Bên đây cũng vậy, không có méo nha. Má có thằng nó nằm sát bên đây mà cái này mình thở, nó tập cả đời là không bằng đùi đây bự, đùi đây nhỏ. Xong rồi cái thằng kia nó chỉ con ác nữa, anh ơi chỉ em khắc phục cơ đi anh. Không biết chỉ sao không, chỉ vậy nè. Dễ lắm mày. Bây giờ nguyên tắc á, cái nào mà từ từ đi thôi. Đó, nguyên tắc á, bây giờ cái đùi này nhỏ đúng không? Cái đùi này ông tập về cho anh. BT nó chỉ nhìn nó cực kỳ láo luôn. Vậy mà có đó phải không đâu. Xong rồi nó còn quay phim nữa. Em tập đi em, anh quay phim anh đúp lên nhiều like lắm. Nó tập vậy nè. Có không? Bảy bà không à. Bởi vì những cái động tác nào á mà mình tập mình phải đúng kỹ thuật. Không á nó chấn thương, nó lệch cơ, nó méo, nó tèo tùm lum hết. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mới khó nè nha. Cái này cực kỳ khó nè. Cái này nói về cảm nhận. Nói về cảm nhận. Tiêu khăn rồi. Bây giờ mấy em phải chú ý nghe cho kỹ. Nói về cảm nhận. Tập gym không được hai tạ để chạm vào nhau. Đó là nguyên tắc căn bản à. Có mấy đứa đi tập nó không có tiền. Gặp mấy thằng BT thì nó mám tiền. Nó gặp nhỏ tập sai nó không chỉ luôn. Giết hư đồ của ông chủ. Ông chủ đuổi lượt hai đứa luôn. Nó tập như nè bạn. Đúng không? Vậy nè. Xong nó tập rất ư là mất dạy. Mà nghĩ sao nó vô làm BT được không hiểu nữa. Phải dùng thử là cái từ mất dạy luôn đó. Phá hoại tài sản sau chủ nghĩa bạn. Không. Đã nói rồi, tập gym á, mấy cái máy strutterize á, mà muốn cho nó vô á thì chúng ta phải bắt buộc không để tạ chạm vào nhau. Đó, nên khi mà các bạn mới tập á, mà phải nhìn vô tạ tôi cái. Nhà nhìn nè, lên khỏi nhìn, xuống nè, đúng không? Để gần vô, nó phải có cảm giác đo tạ. Nó đo tạ đi làm chi để hiểu được cái quỹ đạo cái chân của mình tới đâu là ok. Đúng không? Chứ không phải là cái chuyện thả đùng đùng. Đó. Nên khi chúng ta lên nè, chúng ta phải yếm khí lại. Bơ. Không. Cái đùi gối nó phải thẳng ở mức độ vừa phải vậy nè. Chứ không phải lên thẳng vậy luôn. Không, không cần, thẳng vậy là ok vô rồi nè. Nhưng mà khi xuống nè. Xuống nè, không? Đo tạ lại. Xong rồi lên nữa. Đúng không? Xong rồi xuống đo tạ lại, xong lên nữa. Đúng chưa? Rồi cái động tác để chân nó có hai cách. Một là để chân bình thường như vậy nè. Còn hai là để ngửa ra như vậy. Để ngửa ra như vậy thì cũng được, đừng ngửa quá nha. Ngửa vậy nó vô phần trong đây nhiều hơn nè. Ngửa mà nó vô phần đây nhiều hơn, bắp chuối thì vô phần trong luôn. Còn nếu mà còn để chân cái mũi như mũi để dày là nó vô cái má này nè. Bài này tập vô bắp chuối rất nhiều nha các bạn. Đó, mà nó vô cái cơ ngay đây. Thằng nào cơ ngay đây teo á thì để dày. Để cho nó phồng cái cơ ngay đây ra, nó để cách trô ngay đường này. Giống như mang cầu thủ đá banh giống như Ronaldo vậy đó. Mà nói chuyện không khát nước quá em. Bí quyết đã chỉ rồi nha. Giờ vô nè. Này chơi từ trên 8 cái em. Cái tay nè phải cầm chặt vô. Không thì người mình bị nâng lên. Đúng không? Bởi vậy bạn sao thấy gì chụp hình mà gì có cái tay cầm chặt vậy. Tập nặng. Nặng phải chặt. Còn người tập nhẹ nè. Wow. Má ơi nó xé từng sợi cơ luôn ông ơi. Ôi, nó phê dữ lắm á. Một cái tiếp khi bạn đá lên á. Cái bạn nhìn cái mũi chân nè. Khi bạn đá lên giày là nó không có vô này. Giật cho anh Duy. Nói chung trong quá trình tập cố gắng giật cái này để mình tập một mà mình được hai. Cái chỗ này khó tập lắm nha ông nội. Cái chỗ này nó đẹp nè. Nó phồng ra nó đối xứng với cái mặt trong nhìn nó mới đẹp. Nó nên các bạn phải, các bạn tập các bạn cố gắng mà để chân dày để cho nó ăn vô bắp chuối luôn. Tập 1 rồi được 2 nha.
Nên mới nói với các bạn á, trong đùi á, cái cơ chế mà đá đùi với móc đùi là cái cặp bài mà nó đối xứng. Nó các bạn cần phải khai thác triệt để tốt hai cái đó thì nó mới là đùi bạn đẹp được. Và cái cơ chế đá đùi và móc đùi á, nó còn rất quan trọng cho con gái nữa. Đó, con gái chỉ cần chơi hai bài này thôi là ok, đúng không? Còn squat á, squat nhẹ nhàng thôi. Chứ có mấy đứa con gái nó squat nó nặng, nó vẹo xương, sống quá. Nó thật sự với các bạn, nghĩ sao nghĩ chứ nếu mà bồ các bạn á, các bạn chỉ đi tập gym và phải trách nhiệm, đúng không? Bạn phải chỉ người ta tập gym để người ta đẹp hơn. Chứ bạn chỉ người ta tập gym nó như con robot vậy đó. Oh no. Trong sống trong thế giới cực kỳ ảo tưởng, đúng không? Cái tướng con khúc vậy nè. Ôi cái đùi bự chập quá luôn. Tối ngày chập vô đích ra khoe mông. Trời không lẽ lóc luôn chứ thiệt các bạn. Cái đó nó không tốt đâu, nó thật. Các bạn đi sai hướng rồi. Các bạn đang đi vô tuyệt vọng luôn á. Chắc chắn. Cái đó không phải là vẻ đẹp beauty của người phụ nữ, mà đó là cách chọn sai đường của thằng bồ vô trách nhiệm. Nói thật đau lắm chứ không phải giỡn đâu nha các bạn. Squat rất nặng, deadlift rất nặng, để chuốc lấy bệnh, lấy tật, lấy chấn, lấy thương. Và cái hệ quả rõ ràng nhất là một cái body quá xấu. Nên các bạn cần phải tập gym cho nó đúng cách, đúng phương pháp để cho mình có được cái vẻ đẹp. Chứ không phải là muốn các bạn để đến phòng gym để đổi lấy một cái gì đó nó không mang cái đồng tiền, mà nó cũng không mang là danh vọng. Vậy bạn đi bằng cái gì? Trong cái sức khỏe nó cũng không mang được nữa. Xương cốt đang bình thường, tập mẹ đã đời xong đi vậy luôn nè. Mốt đi cầu thang nó kêu bụp 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 bụp. Không có giỡn đâu. Nó nguy hiểm lắm. Nó nên ở bài này có hai trường phái tập, một tập nặng, hai tập nhẹ. Tập nặng để build cơ, tập nhẹ để cắt nét. Đó là Duy thích tập vừa. Cái cảm giác mà Duy hướng đến đó là gym phục vụ cuộc sống mình, căng cơ ra cho nó giãn ra, mình giữ lại, mình yếm khí để cho lúc đó là cơ bắp nó bị hành hạ, đúng không? Nó hành hạ ngay điểm đó, xong rồi mình ép vô, xong rồi tiếp tục mình căng giãn ép vô, căng giãn, đó là mình luyện cơ. Thì các bạn sẽ có được, mà bạn có được cái thứ nhất đó là sắc đẹp, thứ hai bạn có được cái gì là sự dẻo dai bền bỉ. Cái sự dẻo dai bền bỉ này nó phục vụ cho cuộc sống mình rất là tốt. Bạn không bị bệnh, đúng không? Bạn làm cái gì nó cũng rất là ok, đúng không? Học bài cũng giỏi và làm việc cũng giỏi nữa. Gym chính là như vậy, chứ không phải gym là tầm bậy tầm bạ nha các bạn. Rồi vô đề ba phát cuối nha, rồi xong rồi thay lời chào luôn. Rồi đề ba phát cuối thay lời chào luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video để trải nghiệm cùng với dàn máy tập VIP của THOL, cũng như những trải nghiệm, những kinh sự, của tâm sự của người anh đi trước dành cho các em, và của Duy Nguyễn dành cho những đối tượng chưa biết về game. Xin thân ái kính chào.